Mặc dù còn một tuần nữa mới hết thời gian cách ly xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, nhưng trong vài ngày trở lại gần đây, nhiều người dân đã không tuân thủ các quy định và khuyến cáo trong phòng chống dịch bệnh. Theo ghi nhận của phóng viên VTC, thì tại nhiều tuyến đường trên địa bàn Hà Nội, sự đông đúc đang dần trở lại, tâm lý chủ quan thờ ơ có thể dẫn tới hệ quả khó lường khi mà theo cơ quan chức năng đã xuất hiện các ca bệnh trong cộng đồng. Những hình ảnh được ghi tại ngã tư xã Đàn Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội trong ngày hôm qua. Mật độ phương tiện tham gia giao thông đông đúc hơn những ngày trước đây. Tương tự, ngã tư Hàng Bài, khu vực quanh bờ hồ Hoàng Kiếm cũng không còn vắng vẻ như trước. Ở một vài thời gian cao điểm trong ngày, lượng người đổ ra đường như chưa hề thực hiện quy định cách ly giãn cách xã hội. Về việc thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ sẽ kéo dài đến ngày 15 tháng 4 và nếu còn xuất hiện theo ổ dịch thì thời gian thực hiện biện pháp này có thể tiếp tục kéo dài hơn. Theo đề xuất của Bộ Y tế thì có thể đến hết ngày 30 tháng 4, ngày 1 tháng 5 và nếu nhiều người có tâm lý chủ quan thờ ơ trong phòng chống dịch thì chưa biết đến bao giờ COVID-19 mới có thể bị đẩy lùi.